Có ai ở đây bóng vòng xoay giúp không nhỉ? Không biết nữa. Không biết nữa. Ngon quá. Ngon lắm mới được ăn một cái bún là chất lượng luôn á. Hy vọng ở trên núi tí nữa nó không mưa. Mà không mưa gì, mưa luôn rồi. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Ê rồi. Rồi chuẩn bị giờ đo cho rồi. Cứ cạnh mưa rồi, vẽ tiếp. Sau chuyến Cao Bằng thì mình đã tới Đồng Nai. Ở Cao Bằng thì vẽ thác Bản Dốc, còn mình về Đồng Nai mình lại tiếp tục vẽ thác mọi người ạ. Thác Giang Điền tại Đồng Nai. Ok, bây giờ vô trong mình xem cái thác như thế nào đó. Hiện tại thì cũng đã vẽ xong bức tranh thác Giang Điền tại Đồng Nai. Bức tranh này vẽ cũng khá là nhanh, tầm 2 tiếng đồng hồ là xong rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục cuộc hành trình nhà mình đi đến một địa điểm tiếp theo. Địa điểm nào thì chưa biết nữa. Có ai ở đây bấm vòng xoay giúp không nhỉ? Không biết nữa, không biết nữa. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc cuộc hành trình trong ngày hôm nay. Bye bye Đồng Nai. Hẹn gặp lại Đồng Nai một ngày gần nhất. Mình đã đến ao Bà Ôm của tỉnh Trà Vinh để mình đi một vòng xem có cái cảnh nào đẹp đẹp để mình vẽ hay không. Đây trên tay mình là một cái ly dừa sáp Trà Vinh mọi người ạ. Trước giờ chưa ăn bao dừa sáp bao giờ nên thử nếm xem vị của nó như thế nào. Nổi tiếng đã bao lâu rồi mà bây giờ mới được thưởng thức nó. Ngon quá. Ngon lắm mới được ăn một cái bún là chất lượng luôn á.
gần xong rồi mọi người ạ. Bước này thì cũng hình cũng đơn giản nên chắc hơi nhanh hơn những bước khác. Bây giờ mình thêm những chi tiết nhấn nhấn nhá, tí nữa là xong luôn ấy. Bây giờ mình đã vẽ xong bức tranh ao bà ôm tại Trà Vinh rồi mọi người ạ. Bước này thì mình vẽ tầm 2 tiếng cũng khá là nhanh, nên có lẽ thì bây giờ lên đường đi tới một địa điểm tiếp theo. Địa điểm nào thì mọi người chờ trong video sau nha. Bye bye. Rồi đã tới núi Cấm rồi mọi người ạ. Bây giờ bên mình sẽ mua vé để lên trên này. Rồi chắc một đống đồ mọi người. Bây giờ mình phải lên núi Cấm bằng xe ôm. Sau một hồi lội núi thì cuối cùng mình cũng lên tới đỉnh rồi mọi người ạ. Quá mệt luôn. Tình hình ở bên lên vẽ mà run tay. Đuối quá. Đã xong rồi mọi người ạ, lên tới nơi rồi. Hiện tại thì mình sẽ vẽ một cái khung cảnh bao quát phía dưới. Phía dưới là có những ngôi chùa nè, có tượng Phật Ni Lạt nè, rồi có những rừng núi, đồng bằng, mây, bao quát hết tất cả luôn. Bây giờ thì bắt đầu chiến thôi. Hy vọng ở trên núi tí nữa nó không mưa. Mà không mưa gì, mưa luôn rồi. Mưa rồi. Rồi chuẩn bị giờ đo cho rồi. Tiếp cận mưa rồi, vẽ tiếp. Thấy mây đen kéo tới, kéo mà sắp tới luôn nữa nè, chuẩn bị cuốn gói nữa rồi. Sắp tới là cuốn gói nữa rồi đó. 2 hours later. Tình hình là chạy trốn mưa nhưng mà để sao mà bức tranh mình nó tèm nhem luôn mọi người ạ. Nè bây giờ nó dính vào cái gì mà tèm nhem luôn nè, chưa kịp vẽ xong mà thấy sắp tan bành rồi đó. Thôi bây giờ sửa lại. Hình là bước này mình đã vẽ xong rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ ký tên. Thành là đi xuống nó vẫn khỏe hơn lúc trưa đi lên mọi người ạ. Sân. À,
Tình hình là cũng sắp trễ rồi nên mình đừng thể đi thôi, nên có vẻ được chân chung một người ạ. Nên có gì hẹn gặp lại An Giang vào lần sau nha. Bye bye An Giang và Bạc Liêu thẳng tiến. Let's go.